AWMB chính là phiên bản nâng cấp của AWM. Nếu so sánh hai khẩu súng này với nhau, sẽ thấy thuộc tính không có khác biệt nhiều, chỉ là khả năng mang đạn. Khẩu AWMB có nhiều hơn khẩu AWM 5 phát đạn, băng tải đạn là 15/30. Trong chiến đấu, khi bắn trúng thân trên, sẽ gây sát thương cho địch tầm 119. Độ xuyên thấu của AWMB cũng khá tốt. Khuyết điểm lớn nhất của dòng súng này chính là tốc độ bắn rất chậm.